Tô Đại đã để vụt mất chiến thắng trước Tổng Trọng trong gang tấc như thế nào? Hội nghị Trung ương lần thứ 9 của Đảng Cộng sản Việt Nam kết thúc sáng ngày 18 tháng 5 theo lịch trình sắp xếp với thời gian 3 ngày trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực trên thượng tầng lãnh đạo cấp cao có dấu hiệu cho thấy phe Tổng Trọng đã lật ngược được thế cờ, đẩy Bộ trưởng Tô Lâm vào thế bị động. Theo giới quan sát, nhiều tháng qua, ông Tô Lâm và lãnh đạo của Bộ Công an đã lợi dụng chủ trương chống tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, để mà hạ bệ hàng loạt lãnh đạo cấp cao trong Đảng. Đáng chú ý, bà Trương Thị Mai, một chính khách nữ nổi tiếng về điều cho là sạch sẽ nhất, thì cũng bất ngờ chủ động xin từ chức và được Ban chấp hành Trung ương Đảng chuẩn thuận trong ngày khai mạc của Hội nghị Trung ương lần thứ 9, nên sau đó đã không còn thấy bà xuất hiện những ngày tiếp theo. Như vậy thì trong vòng chưa đầy 2 tháng đã có liên tiếp 3 trên tổng số 5 lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng lần lượt khăn gói ra đi với tội danh tham nhũng. Theo giới quan sát, nhân vật kế tiếp sau bà Mai sẽ bị Bộ Công an giờ tiếp, khả năng sẽ là Tổng Trọng chứ không phải ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ. Một câu hỏi đặt ra là tại sao Bộ trưởng Tô Lâm và ban lãnh đạo Bộ Công an đang ở thế mạnh như trẻ tre trước đó, bỗng nhiên bị lật ngược thế cờ nhanh chóng, từ đỉnh cao về tới vực sâu. Có một điều cần khẳng định, đó là sự góp mặt của các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng như Lương Cường và Phan Văn Giang đã giúp cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhanh chóng xoay chuyển tình thế là điều ai cũng biết. Có dấu hiệu rõ ràng cho thấy một loạt hồ sơ về các sai phạm của Bộ trưởng Tô Lâm và công ty Xuân Cầu Holding, là công ty gia đình của Tô Lâm với quy mô khổng lồ, đã bị Bộ Quốc phòng điều tra và xử lý. Trước đó, theo giới phân tích, nếu công ty Xuân Cầu Holding của ông Tô Dũng, em trai ông Tô Lâm mà bị quân đội điều tra, thì đây chính là mối hiểm họa tiềm ẩn rất lớn với sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm. Nhiều chuyện có thể diễn ra và ông Tô Lâm có thể mắc đúng vào thứ mà ông vẫn hay tấn công các đồng đội của ông. Theo nguồn tin từ Thời báo.d mới đây còn tiết lộ có một công ty rất lớn của tập đoàn Xuân Cầu ở Tây Ninh, vốn ở địa bàn chính trị cũ của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Vào năm 1994, ông Trần Lưu Quang mới bắt đầu làm chuyên viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1997, từ đó ông Quang thăng tiến rất nhanh vì có quan hệ mang tính gia đình với nhà Tô Lâm. Theo đó, bố của ông Trần Lưu Quang trước đây là cận vệ trong Tô Quyền, một lãnh đạo an ninh của Trung ương Cục miền Nam. Bố của Tô Lâm, trong thời gian ông Tô Quyền hoạt động ở địa bàn Tây Ninh, nên hai gia đình có ơn nghĩa với nhau. Quan trọng hơn, theo giới thạo tin, sự thất bại của Tô Lâm là do quá chủ quan, khinh địch. Lẽ ra, theo chủ ý của Bộ Tổng Bộ Tham mưu riêng của Tô Lâm do tướng Nguyễn Văn Hưởng cầm đầu, thì trước khi buộc bà Mai phải chủ động xin từ chức, thì Bộ Công an phải lật lại hồ sơ về những sai phạm của trợ lý Tổng Bí thư, ông Hồ Mẫu Ngoạt. Cách làm này theo đúng kịch bản bắt trợ lý để buộc thủ trưởng phải từ chức. Móng Tô Lâm rất thành thạo. Dư luận và giới thạo tin cho rằng trợ lý của Tổng Trọng, ông Hồ Mẫu Ngoạt là một trùm chuyên buôn vua và chạy án tham nhũng. Đó là lý do vì sao trong công tác nhân sự của Tổng Trọng có rất nhiều ủy viên Trung ương khóa trước đã bị hay đang chờ kỷ luật, mà đến đại hội Đảng khóa sau vẫn được Tổng Trọng đưa vào cơ cấu để trở thành ủy viên Trung ương Đảng, thậm chí liên tiếp ủy viên Bộ Chính trị là vì như vậy. Cũng xin nhắc lại, theo Thời báo.d đưa tin vào tháng 9 năm 2020, một ủy viên Trung ương phụ trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ đã chủ động gặp và yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải cho trợ lý Hồ Mẫu Ngoạt nghỉ hưu ngay lập tức, nếu không sẽ chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng xử lý bằng pháp luật. Chỉ sau đúng 2 tuần, Hồ Mẫu Ngoạt lặng lẽ khăn gói quả bước về hưu. Sau đại hội lần thứ 12, Hồ Mẫu Ngoạt không trúng ủy viên Trung ương Đảng. Theo quy định, ông không đủ tiêu chuẩn đảm trách chức vụ trợ lý Tổng Bí thư. Nhưng ông Tổng Trọng bất chấp quy định vẫn để cho Hồ Mẫu Ngoạt tiếp tục làm trợ lý của mình. Và thế là ông Ngoạt lại tiếp tục làm mưa làm gió. Đó là lý do khiến người ta tiếc cho ông Bộ trưởng Tô Lâm chỉ vì một phút lơ là làm hỏng đại sự và bỏ lỡ cơ hội trở thành Tổng Bí thư, là người có quyền lực cao nhất ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Tô Đại đã để vượt mất chiến thắng trước Tổng Trọng trong gang tấc như thế nào. Bất ổn chính trị, kinh tế Việt Nam mất nhiều tỷ đô la viện trợ, trăm dâu đổ đầu dân.
liên quan đến những biến động bất thường của chính trị Việt Nam, theo giới phân tích, việc bà Trương Thị Mai buộc phải ra đi đã tạo thêm áp lực khiến ông Tô Lâm phải rời Bộ Công an để ngồi ghế Chủ tịch nước. Điều này sẽ làm tăng cơ hội để ông Trọng ngồi lại làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp, điều chưa từng có trong tiền lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đáng chú ý, việc bổ nhiệm Đại tướng Lương Cường làm Thường trực Ban Bí thư được đánh giá là động thái khôn ngoan và cần thiết của Tổng Trọng để điều chỉnh cán cân quyền lực giữa hai nhóm lãnh đạo công an và quân đội. Điều đó cho thấy tình trạng mất đoàn kết trầm kha trong bộ máy lãnh đạo của Việt Nam khó có thể chấm dứt. Hãng tin quốc tế đưa tin về việc Việt Nam mất viện trợ nước ngoài hàng tỷ đô la về ảnh hưởng từ chống tham nhũng. Lâu nay, tâm lý nói chung của những người quan tâm đến chính trị ở Việt Nam đều nghĩ rằng thằng nào lên lãnh đạo thì cũng như thế mà thôi. Người dân vẫn phải còng lưng đóng thuế, còn lãnh đạo thì vẫn bòn rút ngân sách của nhà nước, chia chác để làm giàu cho nhau. Nhưng thực tế hiện nay cho thấy những suy nghĩ đó dường như không đúng nữa. Một bản tin độc quyền của hãng thông tấn quốc tế cho biết Việt Nam bị mất hàng tỷ đô la tiền viện trợ nước ngoài trong bối cảnh bộ máy đóng băng vì chống tham nhũng. Bản tin cho biết nhà nước Việt Nam đã mất ít nhất 2,5 tỷ đô la tiền tài trợ từ nước ngoài trong vòng 3 năm qua và có thể mất thêm 1 tỷ đô la nữa do bộ máy hành chính công bị tê liệt. Bản tin này dẫn nguồn từ các báo cáo của Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ nước ngoài gửi cho Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 17 tháng 3 mà hãng tin này được tiếp cận. Báo cáo nêu rõ ước chừng 1 tỷ đô la từ các quỹ phát triển đang chờ được chuẩn thuận và 2,5 tỷ đô la đã phải trả lại do hết thời hạn tài trợ. Những con số này tương đương gần 1% tổng sản phẩm nội địa GDP của Việt Nam. Nguồn tài trợ hết hạn như việc kể trên có thể làm chậm các dự án cần thiết phục vụ cho chương trình nâng cấp cơ sở hạ tầng như đường xá, cầu ở Việt Nam. Theo đó, đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam cai trị đã rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị chưa từng có trong 2 năm qua với hàng ngàn quan chức và giám đốc điều hành các doanh nghiệp bị truy tố trong một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, dẫn đến việc hai chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội phải từ chức. Thủ tướng của Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, đấu đá nội bộ thượng tầng ở Việt Nam đã làm chậm đáng kể hoạt động điều hành, trì hoãn việc phê duyệt các dự án và găm giữ hàng tỷ đô la trong các quỹ công của nhà nước và nước ngoài, khiến nhà đầu tư nước ngoài rất lo lắng. Theo giới quan sát, những điều vừa kể trên đã chịu tác động lớn từ cái gọi là công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công cuộc này đã và đang tạo ra một dạng tê liệt. Vì giới chức lãnh đạo thuộc chính phủ sợ trách nhiệm nên đã chậm hoặc không dám phê duyệt các hồ sơ dự án cũng như các khoản cần phải giải ngân. Họ lo sợ phạm phải những quy định liên quan đến công cuộc đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dựng ra. Một bản tin khác của hãng tin quốc tế trên cũng cho hay những xáo trộn chưa từng thấy trong nội bộ thượng tầng của lãnh đạo Việt Nam đang ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cụ thể. Kể từ năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán đi gần 2 tỷ đô la chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, cho dù chỉ số của thị trường chứng khoán lớn nhất Việt Nam đã tăng 22% từ năm 2023. Cán bộ lãnh đạo Việt Nam lũ lượt kéo nhau ra tòa và vào tù do chống tham nhũng. Vẫn theo hãng nêu trên, không nơi nào mà sự lo lắng của người nước ngoài thì hiện rõ như ở thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là điểm giao dịch lớn nhất ở Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm gần 2 tỷ đô la đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán chính của Việt Nam kể từ đầu năm 2023, bất chấp mức tăng khả quan của thị trường với dòng vốn rút ra lớn nhất được ghi nhận trong những tuần biến động chính trị trong thời gian gần đây. Dữ liệu từ thị trường chứng khoán cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đã cắt giảm đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời với việc bán cổ phiếu, quỹ đầu tư và trái phiếu trị giá khoảng 2 tỷ đô la trong cùng kỳ. Doanh số bán vượt quá lượng mua vào, trùng khớp với khoảng thời gian có những tin tức chính trị tồi tệ. Như vậy, rất rõ ràng, việc đấu đá ở thượng tầng chính trị đã ảnh hưởng to lớn đến nền kinh tế, và theo vòng xoáy của nền kinh tế vận hành, điều này rồi sẽ ảnh hưởng đến tầng người dân như khả năng tìm kiếm việc làm, thu nhập cũng như các dịch vụ phúc lợi khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Bất ổn chính trị, kinh tế Việt Nam mất nhiều tỷ viện trợ, chăm dầu đổ đầu dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo
www.vov.vn.de.